Đã nhiều năm nay, bác sĩ Giáp Bằng Mạnh, trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã trực tiếp phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh khó cho các sản phụ. Nhiều người gọi anh là người bác sĩ trẻ có đôi bàn tay vàng. Tốt nghiệp hệ đa khoa Đại học Y Hà Nội năm 2005, bác sĩ Giáp Bằng Mạnh chọn về công tác tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh bởi anh suy nghĩ sản khoa là sự kết hợp cả nội khoa và ngoại khoa. Việc điều trị cho các bệnh nhân sản khoa sẽ đem lại kết quả tức thời. Những cách xử lý của bác sĩ đối với bệnh nhân sẽ được nhìn thấy nhanh chóng. Từ đó, bác sĩ có thể rút kinh nghiệm dễ dàng hơn. Từ năm 2011, Bệnh viện Sản Nhi có quyết định thành lập, anh Mạnh đã chuyển sang công tác tại khoa phụ sản của bệnh viện. Từ đó đến nay, anh đã cùng với các đồng nghiệp triển khai được nhiều kỹ thuật mới. Gần 15 năm trong nghề, anh Mạnh đã phẫu thuật cho nhiều ca bệnh khó và giành được sự tin tưởng rất lớn của người bệnh. Bác sĩ Mạnh mổ thì nhà mình rất hài lòng, yên tâm nên là hàng ngày bác thăm hỏi hai mẹ con xem vết mổ rồi xem cho bé. Để có được sự tin tưởng ấy, bác sĩ Mạnh luôn nỗ lực trau dồi kiến thức để nâng cao tay nghề. Năm 2012, anh hoàn thành khóa học chuyên khoa 1 về phụ sản. Trong nhiều năm trở lại đây, anh thường xuyên được cử đi học các khóa học ngắn hạn tại Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Ca. Anh luôn mang những kiến thức mà mình học được để chia sẻ với đồng nghiệp cấp dưới. Vì thế mà đồng nghiệp rất trân trọng và yêu mến anh. Bác sĩ Mạnh là một người rất nhiệt tình trong công việc và với bệnh nhân thì bác rất là chu đáo, và còn với nhân viên thì bác rất là quan tâm tới anh chị em trong khoa phòng, và nếu như mà những bạn nào mà những cái gì mà không biết thì bác thường cầm tay chỉ việc, và bác rất là sát sao trong công việc. Về cá nhân bác sĩ Mạnh thì về cái thứ nhất là làm bác sĩ được đào tạo cơ bản, hai cộng với tố chất, ba nữa là cái năng lực thực sự, cái ý thức yêu nghề, cố gắng thì đến ngày hôm nay thì bác sĩ Mạnh là một trong những bác sĩ chúng tôi đánh giá là top đầu của bệnh viện. Anh Giáp Bằng Mạnh luôn tâm niệm là một bác sĩ phải vững về chuyên môn, tâm huyết với nghề và luôn yêu quý bệnh nhân. Hơn nữa, để trở thành một bác sĩ giỏi thì phải luôn học hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn cũng như những người đi trước.